Hello, nha, xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một dòng loa Martin các bác nhá. Dòng loa Martin thì hôm nay bạn Văn Lộc, giáo sư âm thanh, phụ kiện âm thanh trên ông bắt bộ hôm nay đến đây chơi sau mùa Covid dài vất vả nằm ở nhà. Hôm nay đã xuất hiện nguyên hình tại Compro Audio. Và các bác nào mua phụ kiện âm thanh thì có thể liên hệ cho bạn Văn Lộc. Ok các bác. Và trước mắt các bác, Văn Lộc xin kính chào toàn thể các bác nhé. Lâu lắm rồi mới được một lần nữa hiện nguyên hình. Rồi, ok. Nhưng mà em không phải yêu quái đâu, các bác ghét cũng ghét vừa vừa thôi. Hôm nay xin phép được giới thiệu với toàn thể các bác hai dòng mẫu loa bãi hiện tại bên cửa hàng Công Đồ Audio đang cung cấp với toàn thể các bác. Đầu tiên là mẫu thương hiệu đến từ MARTN Audio London. Martin. Đấy, thì đây là một chiếc là vừa nãy nghịch tháo sẵn rồi. Và một mẫu loa còn lại đó là MI. Đây, chữ đây nó mở hết rồi. Còn kia là một đôi nữa. Đấy, tem rất là mới. Xếp riêng một đàn nhưng mà trong đó là đôi đó là thấp nhất. Rồi, ok. Thì đầu tiên giới thiệu các bác là cái mẫu loa gọi là Martin Audio. Cái này là thiết kế là thùng cân này. Thùng cân và ngoài thùng là vắt góc rất là đẹp. Sờ nó cũng khá là sướng tay. Đấy, thùng này màu nguyên bản thì màu xám, nhưng về anh em Trung Quốc là sơn lại là màu hơi đen tí. Đây là thông số kỹ thuật của dòng này các bác này. AQ12, dòng này thùng dạng là series đời cao, nó có tem mã vạch ở đây. Rất là cao cấp các bác nhá. Hành chính hãng đấy. AQ12. Và đây là một chiếc đã được anh em chúng em nghịch và tháo ra từ vài hôm trước. Đấy, nhưng hôm nay bắt đầu mới quay. Thì đầu tiên là các bác xem là cái cổ nó bát này. Đó. Cổ nó bát có số 17 đây, không biết là tối nay nó có cái gì đặc biệt không nhỉ? Đây là bát 30 nhá. No, nay về 17. Đây là từ con này nó khoảng tầm 17, 17 đến 18 nhỉ, khoảng tầm 18. 19 âm ra. 1 2 3 4 5 6 6 nỗ và nỗ đây là 7 nỗ. Sau này 7 nữa. Đấy. Đây các bác thiết kế xem cái thiết kế cái xương này. Xương này. Đấy. Vắt góc vắt cạnh này nhìn trông nó rất là đẹp. Thì như theo như em được biết thì cái cổ bát này khả năng cao là lấy bát của thương hiệu là EV Electrovoy, thương hiệu đến từ đất nước West A rất nổi tiếng. Đấy, tức là nói chung là con bát là công nghệ Mỹ đi, đúng không ạ? Công nghệ Mỹ đi. Tiếp theo là chúng ta đến cái đoạn gọi là khủng bố đại ca đại táo nhất trong nhà. Đó là cụ phân tần. Đấy, cụ phân tần. Đây, để em bật thêm cái đèn flash nữa cho các bác xem cho nó rõ nhá. Đấy. Các bác cùng xem nào. Đó, phân tần này gồm có là một cuộn cảm bát rất to đây, cuộn nữa này, hai cuộn này, hai cuộn cảm bát và hai cuộn cảm, một cuộn là cả nọc tép sau, một cuộn là cả trước tép. Đó, và điện trở nhôm thì có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 con điện trở nhôm, rất là khủng bố đại ca đại tẩu. Đấy, các bác nhìn xung quanh nữa thì toàn tụ MKP thôi. Tụ này sản xuất tại Pháp này, Maze in France này. 1, 2, 3, 4, 5 con tụ. Đấy. Phân tần cứ phải gọi là khủng bố đại ca đại tẩu nhất nhì luôn. Em chưa thấy cái dòng loa bãi nào mà nó khiếp như này. Phân tần nó to bằng cái quyển sổ khám bệnh ấy. Nói chung là bằng quyển sổ khám bệnh. Và đặc biệt cái dòng loa này thì lại có một cái sự đặc biệt phải gọi là khiếp luôn. Đó là củ tép. Củ tép nếu như các bác nào mà xem loa bãi nhiều thì biết, thì đây là một cái dòng loa tép rất là cao cấp nhé. Đây các bác xem luôn đây. Đấy. Cổ tép này là đến từ thương hiệu BMS, được sản xuất tại Germany, Đức. Đấy, nhưng mà thông số thì người ta không ghi đây, người ta chỉ ghi là năm sản xuất thôi. Đấy, tất cả số năm sản xuất thì mã không biết, có hết đây. Đó, cổ tép của thương hiệu BMS. Đấy. Chất ốp của nó bằng nhựa thôi, không bằng nhôm, nhưng mà con này được cái tiếng tép và đáp tuyến lên rất là cao, lên đến 23-24 kHz. Đấy, họng kèn đây. Đây là cái phần hậu đằng sau, người ta đấu dây rất đơn giản này. Các bác nhìn trông nó có vẻ một cái chất gọi là rất là tàu ấy, nhưng mà tiếng của nó thì rất là hay. Nhìn trông rất là tàu nha. Các bác để những dòng loa siêu cao cấp như một số dòng loa mà em đã được xem như là dòng Corda CODA ấy, thì các bác nhìn cái dây loa người ta đấu còn không có phần cực âm dương ấy. Phải kiểm tra trên mạch thì mới biết được. Thì đây là cái phân tần của nó. Người ta cũng làm theo nguyên lý là làm thủ công. Anh Công có thể quay lại phần phân tần cho người ta xem, cho các bác xem. Đó. Phân tần thì chủ yếu là bên hãng người ta làm là rất là thủ công đấy.
toàn là bán mạch xong là câu dây này, các bác nhìn cái dây này trông nó cũng cũng có xịn lắm đâu, cũng có vẻ hơi hơi điều đúng không ạ? Đấy, dây thì nó như này thôi, nhưng đây là cái hàng người ta gọi là làm thủ công. Đấy. Rồi, thì chúng ta là đã xong một mẫu loa. Con này là bát của Electrovoy EV. Chất theo như em được biết thì nó là vậy. Đấy, còn theo như các bác biết thì Văn Lộc lại nói điêu quá. Các bác ghét nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái dòng loa tiếp theo. Là dòng loa MI. MI MINGIA đấy. Pedro Audio. Em không biết tiếng Anh cái này đọc như nào nên nó cứ đọc nó thuần Việt 30. Đây là cái phần mặt sau của cái thùng loa này các bác này. Có ngay cái miếng hậu đây các bác xem. Blackline F12. Cái này ghi là Blackline F12 cộng. Đấy. Cũng nói chung là cũng thuộc dạng là dạng mắc tin, về anh em là gắn tên thôi. Nhiều các bác về vui tính là cậy hết tem đi xong là gắn chữ mắc tin vào đấy thì nó thành mắc tin. Nhưng mà theo như em được biết thì dòng này nó tí nữa thì là mắc tin. Đây, chúng ta sẽ mở ra cho các bác xem nhé. Anh em chúng em là sẽ có xin phép được tháo tung cái loa ối nàng đỡ này ra cho các bác xem. Xem là nó đẳng cấp như nào. Loa này khó tháo lắm, loa này không bậy được đâu. Không có gì là việc gì khó, chỉ sợ không biết này. Đố còn đọc bậy nha. Không phải đố anh ạ. Anh không việc gì thách thức đâu. Thao tác tay rất là nóng ngóng, rất là nóng ngóng. Đây là kiểu đúng cậy nốt xe đạp. Cậy nốt xe máy. Con này cứng lắm. Đố cậy được ngay. Đố cửa. Đáng nghĩa là cái này vừa nãy là phải lấy cái COVID này cậy cậy đó các bạn. Chặt lắm. Chặt lắm. Nhưng mà không có gì là khó. Chỉ sợ là không biết nào. Anh có đố nữa không? À, cái này anh tháo 30 giây em hơn phút rồi chứ sao? Chỉ ăn một thằng nghịch chỗ này, một thằng thi thoảng được nghịch. Đấy. Cái lưới này rất là chắc chắn này. Con này thay con cho em nhìn nó hơi điêu điêu này. Con này á? À. Cái này thì cũng phải gọi là hơi bị khó bởi vì nhiều dòng loa người ta làm thủ công. À. Nên là nếu mà nói thật quá thì các bác lại ghét. Kiếm cái nục giang to rồi. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái ổ tép đã. May quá vừa cái ốc này tép. Nhìn cứ như là bị thay côn đấy nhỉ. Nhìn có vẻ như thay. Không biết là nhưng thay biết là thay chưa. Các bác phải hết sức thông cảm là do anh em chúng em là làm hơi cầm cầm tí. Tí nữa là sẽ phải tìm cái nục giác để tháo cái bát ra. Tìm phải nục giác to. Nục to. Rất nhiều ốc. Rất là nhiều ốc. Các bác không biết thì một số dòng loa bãi về Việt Nam, nếu như trong tình trạng đẹp long lanh, đẹp gọi là đẹp không còn gì để mà nói thì giá của nó rất là cao, rất là đắt tiền, và những cái dòng loa nó tình trạng nó không được đẹp tuyệt vời này thì giá nó sẽ gọi là khá là tốt. Đấy, họng kè này không biết là gắn kiểu gì chắc thế, không biết là người ta có hàng cấp chìm không. Anh đi lấy sao có độc giác đâu. Tép này là đến từ thương hiệu là B và C. Chất nhỉ. Ôi. Nhìn chất thì nhìn cái ốp tép nó sâu thế này. Con này ốp của nó bằng kim loại.
Đấy, và thép từ này rất là dày này, thép từ trên này, nam châm này, chất nhỉ, rất chất nữa, cao đấy. Mỗi cái là đắt, à, đắt với hàng mới thì các bác ạ, còn này, hàng bãi này thì giá vô cùng là xuân yêu thương cho toàn thể các bác. Hàng mới như cặp này mà trên thị trường nếu mà có bán thì giá nó từ 12 đến 16 triệu tùy từng cửa hàng. Đấy là hàng mới. Đến với kia cái... của họng kè trông nó xịn thế không biết này. Đấy, anh Công review đi. Đó, sẽ tháo cái cổ bát nha, tháo cho các bác xem cổ bát. Ui dồi, cũng phải gọi là khủng bố rồi, bát này đẳng cấp đấy. Ui xời, các bác biết bát này là của gì không đấy? Đấy, các bác nhìn theo là biết rồi, hỏi chứ không rồi. Đây là thương hiệu Kaire đến từ đất nước Italy. Đấy, Kaize. Kaize này theo như em được biết là đang có ý định mua lại ở đâu? Cái thương hiệu Kaize này sắp được mua lại bởi thương hiệu là Anything Show. Là bát âm thanh 18 đấy, âm thanh 18 thì biết. Đó. Con này có mã là W127520. Đấy. Đấy, W này 1275208 ôm. Sản xuất là ngày nhiều số thế này không biết được nào nè. Chắc đây là series của nó chứ không phải ngày sản xuất. Series. Series. Các bác nhìn nha, cái xương nào nó kiểu như này. Là con bát của Kaize. Màu web là đấy của Kaize đấy. Màu web này, mà Martin Audio này. Và một số thương hiệu khác thì họ sử dụng cổ bát, cổ tép của thương hiệu Kaize. Và có một số những cái dòng loa phải gọi là rất là cao cấp. Ví dụ như là Dandaking, chúng ta gọi là DK ấy, thì cũng là sử dụng như cổ bát của Kaize này. Các bác nhìn xương là biết một số dòng loa bãi. Đấy, theo như trình độ hiểu biết của em có hạn thì là như thế. Còn các bác nào hiểu biết hơn thì các bác cứ gọi điện mắng cho em một trận, đúng không ạ? Gọi điện mắng cho em một trận. Chúng ta đến phần phân tần. Thì đây các bạn thấy luôn là gần như cái hàng thủ công. Con này không biết làm sao nó có con điện trở trông nó nạ như này nhỉ. Đấy, các bác biết tại sao không? Bởi vì là nó bị vỡ cái xương như này thì nó thành ra như này. Đấy. Và các bác xem đây là tụ này thì con này tụ binit gì đây, còn tụ này là tụ MKP này. Đây nữa sẽ có hai con tụ MKP và bê với con này, một quận cả bát này, hai quận cảm này, quận này quận tép này, quận bát quận tép. Con này sản xuất năm 2013 đây có luôn đây đó, F12 F15 dây nhỉ, nhìn mạch người ta đấu này trông có vẻ là rất là gọi là rất là sao nhỉ, rất là thủ công đúng không ạ? Hàng này người ta gọi là hàng handmade. Đấy, rất là thủ công, sản xuất theo tiêu chuẩn công bố của Anh Quốc, nhưng mà sản xuất gia công lắp ráp thì tại gần như là hàng xóm của Việt Nam. Đấy, gần như là hàng xóm của Việt Nam. Các bác nhìn này, bông này bên trong là cũng bông này là đấy của quán B mà bê ra, còn ở đây chúng em hay gọi là bông nỉ. Bông này Việt Nam thì gần như là chưa có, nhưng mà nếu mà có thì giá cũng không rẻ. Đấy. Đó chất. Là bên trong cái thùng. Chất. Chủng chất bao giờ các bác có tiền mua thì người ta gọi là lượng. Ok nha, em cũng xin được kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip lần sau. Các bác nào mà quan tâm chất âm thì trong clip lần sau này anh em sẽ test, chứ còn tầm này là cũng hơi muộn rồi. Video nó hơi dài rồi, nó hơi dài dòng văn tự rồi. Nên là okay. Các bác là xem là cứ đăng ký ủng hộ anh Công nhé. Ok, cảm ơn các bác. Ghét vừa vừa thôi nhá. Ok, cảm ơn các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong clip lần sau.